trăm hoa đua nở én từng bầy, hân hở reo ca cờ bay trong nắng chan mừng thọ ông bà, gieo hạt mùa xuân thịnh mời, chầu tổ lưu ân lại lầm chắc giáng xuống trần hôm nay. Gốc nở ngành xanh ngọn nước có nguồn, bề cả sống sâu người ta sinh trường bởi đâu. Trường bởi đâu gốc là tiên tổ ơn sâu rõ ràng, sinh ra con cháu các hàng quê hòe thịnh vượng thọ trường vương anh ngày hôm nay, nhân tiết ngày lành cháu con thiết lễ tâm thành mà dâng. Trần hoàn trăm họ sáng lao như câu bách điệu quy sao, trăm khe ngàn suối run vào một sông. Trồng công đức tụ tinh thần, vàng vặc ngàn thu như câu âm thủy nguyên xưa, ngọn mà không gốc cơ đồ mà vững đời hương khói dòng họ ta, dòng dõi chấm oanh ngày nay nước tiếng thơm xanh, hơn ai vun sới cho cành nở hoa. Dọi sơn hà cầm tu đức sáng vùng, vũ
chỗ bao la nhớ buồn sáng rọi lòng ta hơn dòng sữa mẹ công cha ai về. Thuyền cập bến nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn lối từ xưa nhớ ơn bánh tổ cao dày nhờ ơn có tổ như cây mà có nguồn tựa ra đường một chốn tường phen hỏi rằng người ở cung tiên hay về toại phủ chơi miền xa toàn tế vào trước hương án tiền của nhà thị đường. Xin mời. Hoàng tộc cảnh ba nhà thờ hoàng tôn đường. Kính thưa các cụ,
các ông bà, các quý khách, các thế hệ hoàng tộc, họ hàng, muôn ngoại. Hôm nay, đội tế nam quan của hoàng tộc được các vị cao niên, các thành viên trong hoàng tộc Cành Ba tỉnh cầu đội tế về nhà từ đường hoàng tộc Cành Ba để cáo yết tiên tổ, tri ân, chúc mừng hoan hỉ, báo ơn lên tiên tổ rằng vũ từ đường Cành Ba đã được phục dựng, phục vị lại mới hoàn toàn, nằm trên nền đất quân viên của nền nhà từ đường cũ do bị xuống cấp nghiêm trọng đã tháo dỡ từ những năm 90 của thế kỷ trước. Ngôi từ đường này của ngày nay đã được xây dựng mới hoàn toàn, kết cấu ổn định vững chắc, kiến trúc cổ kính, đường nét đi ngang hoa văn tinh xảo, mang nét tôn nghiêm tâm linh phong tục từ cổ xưa và cũng như cả thời đại hiện nay. Thành quả này cũng chính là sự mong mỏi của toàn hoàng tộc nói chung và hoàng tộc Cành Ba nói riêng có được ngôi đường như ngày hôm nay, được sự đóng góp công lao to lớn của mọi thành viên trong gia đình hoàng tộc Cành Ba đã hết công sức và tiền của các vật chất tinh thần để đóng góp xây dựng cho đường ngày hôm nay. Để báo công đền ơn lên tri ân đất đấng bề trên của Đức Thủy Tổ, Đức Thái Tổ, các đời Đức Thế Tổ và các đấng bề trên của dòng họ hoàng tộc, để thay lời tri ân cung thỉnh, thay lời mời của hoàng tộc Cành Ba, đội tế nam quan của hoàng tộc thể hiện từ chính tương lương tâm linh thành kính báo ơn lên tiên tổ qua bản tế thành kính ngày hôm nay. Kính xin tiên tổ và các đấng bề trên, các chân linh thần chủ của hoàng tộc phù hộ độ trì cho con cháu, cho thế hệ của hoàng tộc có một sức khỏe, bình an, hạnh phúc và đoàn kết phát triển. Chương trình buổi tế chiều hôm nay xin mời đội tế nam quan hoàng tộc, ban nhạc công được chuẩn bị tả các tiết mục bắt đầu. Xin mời. Thank you.
sư giả sư các sư kỳ sư nghệ quán tẩy thank you.
bình thân tiến soạn. Thank you.
phố quốc. Bình thân phùng vi tứ đại chiếu hàng đợt thứ tư tiểu tôn được
được phụng dưỡng khang trang mới mẻ, phụng sự tôn thờ chân linh giám mục hoàng mỹ. Đời thứ tư cùng các chân linh thần chủ của các đời sau hậu thế cung thỉnh kính mời huynh trưởng phó lý hoàng huy kết chính thức tổ Tô Thị Huy. Hiệu thứ nhất Tô Thị Huy kính mời huynh trưởng nhiều ông thăm thôn trưởng hoàng huy chính thức hoàng thị huy. Thứ huynh tổng binh thiên sự hoàng huy xin mời thứ đệ xã trưởng hoàng huy chính thức hoàng thị huy. Thứ nhất hoàng thị huy thứ huynh quản xã hoàng huy chính trợ thất bà thị huy. Thứ nhất Tô Thị Huy cung thỉnh kính mời ngũ đại đời thứ năm hoàng huy chính thức vũ thị điều huy thế lục đại đời thứ sáu hoàng thị huy chính thức hoàng thị điều huy kính mời thất đại đời thứ bảy hoàng huy chính thức nguyễn thị điều huy hoàng huy chính thức hoàng thị điều huy đời vũ thị huy hoàng huy chính thất Tô Thị Huy. Thứ nhất nguyễn thị huy cung thỉnh kính mời bát đại đời thứ tám hoàng huy sang chính thất hoàng huy thị thứ nhất nhất bùi thị hoàng thị huy kiều hoàng thị Hoàng Huy Ngọc, Hoàng Thị Huy Phục, Hoàng Thị Huy Gái, Hoàng Huy Thực, Chính Thất, Hoàng Thị Huy Ngọc, Thứ Thất, Tô Thị Huy, Hoàng Thực Phẩm Thứ Ngọc. Vô hiệu các vị hữu danh, vô vị hữu vị vô danh, đồng lai hâm hở, chứng giám cao nhất tế lễ, tri ân tổ tiên, quý, quý nghĩ rằng, phẩm nhật nguyệt mười phương rạng rỡ đức tổ tiên muôn thuở sang lời ngẩng trong phúc âm nối đời tế thần trần tại về nơi từ đường để con cháu lửa hương phụng sự ngàn năm sau xuân tụ thu thường bỗng không nơi biển hoang vu hoang châu mộ đến nay đã trở thành làng đông vui mừng ngày xuân tiết vừa sang gần xa hội tụ họ hàng đông vui ơn trời đất cao dày che chở ơn tổ tiên phù hộ độ trì ơn nhờ đức Phật từ bi ơn nhờ thánh chúa thần kỳ sáng soi mấy hương cội thấm cành xanh lá nước trong nguồn biển cả sông sâu chữ chung chữ hiếu làm đầu ai không tâm niệm vì đâu có mình nhớ tổ tiên anh linh phù hộ chiều cháu con những tiến bộ trưởng thành trẻ già trai gái yên lành họ hàng thịnh vượng gia đình yên vui thuở sơ khai một ngôi thủy tổ đời nối đời cạnh tách phân chi cây cao bóng cả xuân xuê lá rơi về cội người về tổ tông ngàn năm sau nối đời mãi mãi ai trồng cây ta hái quả ngon vậy nên dạy cháu thiên con vun bền tổ trạch giữ tròn gia thanh.
gia đình trên bình yên giới thuận, trong họ hàng đường ách nhân thai, xuân về thắm nở vân hoa, non sông gặp hội ấu ca thái bình. Nay nhân tiết xuân mười lăm ngày lành tháng tốt, tinh hoa tế lê khói hương phụng thờ, dâng nén hương thơm sơn lễ mọn, xin lượng kiến thấu tỏ tịnh thành, nguyện cầu đứng tổ anh linh phù hộ độ trì cho con cháu không ngừng tiến bộ tấn công. Thank you.
thân phục vi. Hoàng quý công quý hoàng thị lương.
cung thỉnh cao cao tổ khảo quý thế tổ tam giác đồng tiến sĩ đại lý tự khanh quế hải tử hoàng quý công quý vinh đại lý tự khanh bản thôn phụng sự cung thỉnh kính mời huynh trưởng phó lý hoàng quý chính thất tô thị húy hiệu thứ nhất tô thị húy trịnh cung thỉnh kính mời huynh trưởng nhiều ấm thăng thôn trưởng hoàng húy tiên chính thất hoàng thị húy là cung thỉnh kính mời thứ huynh tổng binh thiện sự hoàng húy hoàng cung thỉnh thứ đệ xã trưởng hoàng húy cổ chính thất hoàng húy thứ nhất hoàng húy thị húy linh cung thỉnh thứ đệ quản xã hoàng húy thỏa chính thất hà thị húy nhu thứ nhất tô thị húy hằng cung thỉnh cao cao tổ khảo cao tạc tổ tỷ thúc bá đệ huynh cô di tỷ muội các nhân chân linh của các đời hoàng tộc hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, đồng lai ham hưởng, phù hộ độ, thì con cháu hoàn tập được bình an mạnh khỏe, nối tiếp tổ tiên, tiến bộ không ngừng, thiện hoàn trí thức, thiện nam tín nữ, cung thỉnh, hí, đức thiên thần, thổ địa, long mạch, táo phủ, thần quân, lai lâm, chứng, giám mở, lượng, hải hà, phù hộ độ, con cháu hoàn tập, cháu con được an khang thịnh vượng, sức khỏe và hạnh phúc. Kính cáo cẩn trạng. Phụ phục thank you.
Thank you.
Ban nhạc công, các thành viên đội thế đăng quan hoàng tộc và toàn thể các quý vị, các vị đại biểu, các ông bà, các họ hàng, các thế hệ trong buổi sự buổi tế của tổ ngày hôm nay, thì chân thành cảm ơn. Giờ xin mời đội thế đăng quan.
dịp chào mừng lễ hội Khánh Thành nhà Đường Thường Hoàng Thành Ba. Vậy xin kính mời tất cả các cụ cô bà đều ổn định trật tự chỗ ngồi, chúng ta chuẩn bị vào để nhường cho bên điều hành văn nghệ buổi tối hôm nay. Xin kính mời. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa dòng họ hoàng tộc, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể con cháu râu rể nội ngoại của dòng tộc Cảnh Ba, cùng toàn thể nhân dân, hương thơm ngào ngạt trời xanh, khói quyền mây xanh tấm lòng thành, hướng về cội nguồn nơi đất tổ, một lòng báo hiếu đức tổ tông. Hôm nay nhân ngày khánh thành từ đường, dòng họ hoàng tộc Cảnh Ba được sự nhã ý của các con cháu hoàng tộc mời đội văn nghệ biểu diễn. Chúng cháu thay mặt cho các anh chị em đội văn nghệ không chuyên của đội thôn nhà mang những lời ca tiếng hát ngọt ngào, điệu múa uyển chuyển của các cô gái thôn Nghĩa dâng lên trước cửa tổ anh linh phù trì, cho xin kính chúc dòng họ tộc cùng toàn thể các cụ ông cụ bà, các con cháu râu rể nội ngoại gần xa của dòng họ hoàng tộc một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tốt đẹp. Xin mời cô Vinh lên làm lễ dâng hương của dòng họ ta. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin tổ nhà là một tuần hương, con xin tổ mở rộng lòng thương, tổ cho chúng con được muôn phương theo đòi, tổ cho con được như thoi, tổ cho con nén vàng người, tổ cho con được giúp người trần gian, con xin tổ xuống giải oan, tổ cho chúng con được bệnh tan tật liền, tổ cho con được chữ thiên, gia đình chúng con được lòng nguyện thành tâm. Hàng ngày con tấu con dâng, tổ cho chúng con được tĩnh tâm tại nhà, tổ cho bốn chữ vinh hoa, tổ cho chúng con được lộc là làm ra. Năm nay chính thực ngày này, từ đường hoàng tộc Cảnh Ba giáng trần. Hôm nay chính thức ngày rằm, tổ tiên giáng bóng cứu thời cháu con, độ cho con cháu xa gần, trẻ già mạnh khỏe, gia đình bình yên. Con xin tiên tổ trong nhà độ cho con cháu vinh hoa ở đời, cháu con làm việc mọi nơi là nhờ tiên tổ luôn thời độ cho. Thánh tổ quan ngài lo việc to, bao nhiêu việc tổ cô độ trì, cháu con ở khắp vậy thì trong nam ngoài bắc cũng như nước ngoài yên bình vui vẻ là nhờ mãnh linh bà cô ông mãnh nhà mình, cho con cháu được chữ bình chữ yên, các cụ ở trong gia tiên có nhiều có ít cũng chứng liền cháu con, các cô các cậu bé cũng chẳng quên, độ cho tất cả chữ an chữ hòa. Công ơn thiên tổ chúng con nay đã dành, lòng thành bái lại tổ thương con cùng, lộc hoa lộc phúc lộc son, tổ tiên cấp độ cháu con được nhiều, gặp khi lỡ bước tiêu điều biết đến đức tổ mọi điều mọi hay, làm ăn chẳng được gặp may, con kêu con thánh tổ độ cho được liền, vận hạn gặp vạn liên miên, con kêu xin thiên tổ giải liền cho ngay, mãnh tổ nay cũng thương hay, giải cho con cháu hết ngay lỗi lầm, con xin tổ mở rộng lòng thương, con xin tổ giáo hóa mọi đường chúng con theo, chúng con xin sức khỏe được hơn người, bao nhiêu vất vả tổ thời độ thương, tổ cho chúng con đi khắp nẻo đường, ô tô xe máy tránh đường nhường con, chúng con còn dại còn ngu, chúng con có lỗi con còn phải tu, con xin tí lộc tổ bù, tổ thương tổ độ chúng con an bình, họ hàng bách nhẫn thái hòa, trẻ già trai gái nhà nhà an vui, hôm nay
thức ngày này, gạo kia con cung, tiền trần con dâng. Tổ cho chúng con được thêm ngân, tổ cho chúng con được được tiền trần sinh nhai. Tổ cho chúng con lấy một ngai, gạo tiền dâng lễ cứu loài chúng sinh. Con xin sám hối chứng minh rõ ràng, lần tha lỗi cả con xin, lần kê lần rửa con xin tổ nhà. Con nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Hay thế này, này. Tổ thiện lắm đấy. Đêm biểu diễn xin phép được bắt đầu. Đó là bài hát Khách Đến Chơi Nhà. Thank you.
Thank you.
hẹn. Thank you.
màn chèo đò bát nhã. Xin mời các quý vị, xin một tràng vỗ tay cổ vũ cho đội văn nghệ